ngày 27, 28 tháng 5 và mùng 1 tháng 6, công ty Thiên Đường Bảo Sơn sẽ diễn ra chương trình Happy Land siêu nhộn. Sảng khoái với đường trượt nước dài 120m, của hết mình cùng vịnh băng giá, vòi rồng lốc xoáy hay đảo hải tặc, nhún nhảy theo đoàn diễu hành các nhịp vàng giấc mơ thần tiên như trong truyện cổ tích. Chương trình nghệ thuật vô cùng đặc sắc ngay tại sân khấu lâu đài, múa lửa điệu nghệ, dance sport nhìn dễ thương, vui nhộn cùng xiếc chó, xiếc gấu, xiếc hải cầu. Giải nhiệt mùa hè mở cửa không vì nước miễn phí, hơn 15 trò chơi siêu hấp dẫn, không giới hạn số lần. Happyland, vui chơi trọn gói, tiết kiệm 80%.